Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, mà học là học trí nhất thiết trí chăng vì sự tận của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của các thọ do nhĩ tý thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí.